Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thời tiết nắng ráo sẽ bao trùm hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước vào trưa chiều. Sau đó, mưa sẽ xuất hiện nhiều ở khu vực phía Nam gồm Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều tối. Cụ thể, sáng sớm nay Bắc Bộ còn mưa rải rác, tập trung ở khu vực vùng núi. Cục bộ có điểm mưa vừa nên người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Sau khoảng 8 giờ sáng, trời sẽ tạnh ráo, trưa và chiều trời có nắng nhưng không mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 30 cho tới 33 độ. Tiết trời khá dịu mát, thuận lợi cho các hoạt động của mọi người trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Không chỉ Bắc Bộ mà ở các tỉnh miền Trung, ngày Quốc khánh cũng sẽ diễn ra trong thời tiết đẹp. Trời có nắng từ sớm nhưng với trường gió là Tây Bắc đến Tây, không phải trường gió phơn nên cường độ nắng ở Trung Bộ sẽ không mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tất cả 14 tỉnh, thành phố miền Trung đều thấp dưới 35 độ, phổ biến là từ 33 cho tới 34 độ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh dần nên mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục gia tăng. Dự báo trong chiều và tối ngày Quốc khánh ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa sẽ tăng lên diện nhiều nơi. Lượng mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến từ 5 cho tới 15mm, chỉ riêng khu vực Kon Tum, phần phía Tây của tỉnh Gia Lai là có mưa to, với lượng mưa từ 30 cho tới 50mm. Mưa nhiều hơn, thời gian mưa xuất hiện sớm làm cho thời tiết ở trong ngày ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều khá mát mẻ dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều đều phổ biến dưới ngưỡng 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của một siêu bão đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương, khu vực phía Đông Bắc vùng biển phía Bắc của Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Trong khi ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc là cấp 6, giật cấp 7, sóng cao từ 2 đến 3 mét biển động. Mưa dông nhiều và tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 2 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!